CB645. Yamaha CB645 được sản xuất vào khung thời gian 2017 đến 2019. Dòng CB là dòng học tập và hướng người chơi đến cuộc đời biểu diễn chuyên nghiệp. Với âm thanh Grand Piano CX và Rosenberg, hai cây đàn được danh được tích hợp trên CB645 mang đến cho bạn một bộ âm dồi dào, chất lượng và cảm thấy. Với cái bàn phím công nghệ Grand Touch S, nó mang đến cho bạn một cái cảm giác như Grand Piano khi nó có cái phần nặng ở phần bass và nhẹ dần phần cao, nó hết như là cái đàn Grand Piano. Ngoài ra, trên đàn được tích hợp một bộ thanh giả thanh khác và các tính năng hiện đại của đàn piano điện như là kết nối được MIDI, Bluetooth, là audio Bluetooth, thu âm bằng USB, vân vân, rất là nhiều công nghệ hiện đại trên Yamaha CB645. Top 2, Yamaha CSB150. CSB150 được sản xuất vào khung thời gian 2016 đến 2019, là dòng phát triển từ dòng CRV của Yamaha. Với CRV, bạn dễ dàng kết nối các thiết bị thông minh, chọn những cái bài học và từ đó cái ứng dụng đó sẽ giúp cho mình tự học trên đàn piano. Nó sẽ có một cái đèn slimline. Khi mà bạn bật cái chế độ tự học thì các cái trên phía trên này nó sẽ có các cái đèn slimline nó hiện xuống và nó rớt ngay trúng cái phím đó, thì bạn với cái việc thao tác đơn giản là bạn chỉ việc chơi theo những cái đèn đó. Thì cái dòng này là dòng CSB, là dòng Clavinova Smart Pianist, dòng dành cho biểu diễn, học tập và tự học. Top 3, Piano Roland HB605. Roland HB605 được sản xuất vào khoảng thời gian 2016 đến 2019. Đàn sở hữu hệ bằng phím PHA50 và phím gỗ tự nhiên cao cấp của Roland, cùng với đó là công nghệ Supernatural được cải tiến. Ngoài ra, 605 được tích hợp công nghệ Bluetooth Audio MIDI, bạn có thể dễ dàng kết nối đàn với thiết bị của mình để phát lên những bản nhạc hoặc là kết nối app Pianist để học hoặc là chơi giải trí. Ngoài ra thì đàn còn trang bị những tính năng hiện đại như là truyền âm giả thanh, thu âm, metronome, và đặc biệt là mình có thể điều chỉnh được cái tiếng piano để cho phù hợp với cái người chơi. Top 4, Roland DB603. DB603 được sản xuất vào khung thời gian 2016-17 đến 2020. Dòng DB là dòng thiết kế nhỏ gọn phù hợp với mọi không gian. Dù thiết kế nhỏ gọn nhưng mà DB603 được trang bị hệ bàn phím PHA50 cao cấp của Roland, cùng với đó là công suất loa, một dạng loa ở phía dưới mang đến công nghệ âm thanh như là bàn phím hoặc như những cái đèn piano cao cấp của cái dáng top price hiện nay của Roland. Ngoài ra, DB603 cũng được trang bị hệ thống Bluetooth Audio MIDI và những âm giả thanh khác, và các cái công nghệ và các cái điều chỉnh tính năng hiện đại của biểu điện như là Strandboard, Transfuser hoặc là nhiều âm thanh rồi điều chỉnh voice cho phù hợp với người chơi. Top 5, Yamaha CB575. Yamaha CB575 được sản xuất vào khung thời gian 2014 đến 2016. Ở cái dòng phân khúc những cái năm này thì 575 chưa có công nghệ Bluetooth, nhưng bù lại công nghệ hệ thống loa của 575 rất là lớn và dày, nội lực nó phù hợp với không gian lớn. Với công nghệ bàn phím Grand Touch ở 575, nó mang đến cho bạn một cái cảm giác bàn phím hệt như cái đàn piano cơ, khi mà nó có phần nặng ở phần âm bass và nó nhẹ nhàng ở phần âm kép. 575 cũng được trang bị đầy đủ hết các cái tính năng hiện đại của một cây đàn nguyên liệu như là Strandboard hoặc là Stembo, rồi là các âm giả thanh khác.